Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là một số lo có cặp lo toàn giải của Builder từ móng ngựa nha anh em. Đó. Cặp lo siêu chép còi ha, siêu chép còi. Đó, họng bằng kim loại nha anh em. Và đây có cặp cũ kèn nha, đó, cặp củ kèn để anh em mình karaoke và nghe nhạc ha. Và có cặp lo bass 30 màn trắng anh em ạ. À. Cặp lo bass 30 màn trắng rất là đẹp nha. Đó. Và đây thì em có hai cái bộ phân tầng nó đánh cho lo sub ha đó, đánh cho một cặp uh, bass bát súp nè ha nó và, uh, và cặp lo bát ha cặp lo bát và cặp trung cặp chép nha đó và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip hôm nay và giới thiệu từng cặp một và báo giá từng cặp cho anh em mình tiện việc theo dõi nha thì đầu tiên đây em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp lo toàn giải của Builder nha anh em nó toàn giải 16 ôm 3 w của Builder cặp này thì tiếng rất là mộc mạc nha anh em nha màng nó rất là sâu anh em đó con này là con toàn giải ha toàn giải từ mỏng ngựa thì anh em mình có thể dùng làm lo toàn giải để mà nghe nhạc hoặc là ghép vô những cái thùng lo trung ha đó. những cái thùng lo cổ của Builder hoặc là xanh xui lo lưới mắt cáo đồ anh em mình làm lo trung đồ tiếng cũng rất là hay cặp lo này có đường kính là 16 cm nha anh em nha cặp lo trung xin lỗi anh em mình cặp lo toàn giải nha tiếng lời rất là sáng anh à, em mình có thể làm lo trung hoặc là lo toàn giải nghe nhạc đầu tiếng rất là hay nha mèn rất là sâu nha anh em nữa cái dòng toàn giải Builder từ móng ngựa này thì rất là hiếm nha anh em rất là ít có ha và cặp này em sưu tầm về rất là đẹp nha rất là đẹp luôn từ là từ móng ngựa nha anh em nha từ bóng ngựa ở đây thì họ có dán cái miếng băng keo gì nè đó đây 16 ôm ha cho cái tiếng trung nam rất là mộc mạc đó từ móng ngựa màng giấy lo thì đẹp nha anh em nha gân lo thì gân tẩm dầu ha màng đẹp không có bị lủng rách gì thì những cái lo này thì nó cũng được sản xuất mấy chục năm rồi anh em ha sản xuất mấy chục năm rồi mà cái màng giấy lo nó còn đẹp như thế này thì cũng rất là nói chung là người ta cũng rất là ít dùng anh em nha và bảo quản rất là tốt cho nên là cái lo nó mới còn đẹp như thế này nha anh em nữa cặp này có đường kính là 16 cm nha anh em nha 16 cm anh em mình xem cặp này có mức giá là 1 triệu 500 ngàn nha anh em nha cặp này là cặp lo toàn giải Pioner 16 cm màn rất là sâu nha em đó. thì những cái lo toàn giải anh em mình chơi toàn giải thì cái số quá nó càng nhỏ thì tiếng nó càng sáng với anh em nha đó, tiếng nó tiếng càng sáng nó càng hay đó. thì nó ghi có bao quát vậy thôi chứ nó kêu rất là to như anh em nha nó kêu rất là to luôn chứ không có nhỏ nha đó nên mình chơi toàn giải thì biết rồi cái độ nhạy nó cao anh em nó kêu to lắm rồi cặp lo toàn giải builder nha nữa cái này anh em mình nghe nhạc vàng hoặc là anh em mình làm lo trung chuyện những cặp lo mà nó tiếng trung nó không hay thì rất là tuyệt vời và đây là cái cặp còi nha anh em nha, cặp còi của xanh uh, xui nha anh em nha, nó 7 5 10W sao băng. Họng này là họng bằng kim loại nha anh em nha, họng này họng bằng kim loại. Thì mấy cái này gỡ thùng ra thì nó còn đôi chút chưa có sạch nè ha, Nó em chưa có vệ sinh nha anh em, nó còn dính lại gỗ nè, đó. Mấy cái này là dính gỗ nè anh em. Cái này anh em mình về vệ sinh ra ha, rất là đơn giản. Con này là nó uh, gần 6 phân nha anh em nha, gần 6 phân. Đó 6 phân anh em. Đây sáu phân nha còn uh, chiều xéo ấy, ha chiều xéo là 7 phân cái họng này là họng kim loại nha và đây thì nó sẽ có một cái miếng lưới bảo vệ cho anh em nữa và dưới này thì nó có một cái cuộn xeo đồng nha anh em nha một cái cuộn xeo đồng và một con tụ cho lo luôn rồi nha nữa một cuộn xeo đồng và một con tụ thì về anh em mình chỉ việc đấu nối vào dùng thôi ha nó đã có tụ sẵn rồi cặp lo siêu kép còi nha anh em nha cặp này là cặp siêu kép còi nữa để anh em mình ghép vào những cái thùng lo nghe nhạc hoặc là những cặp toàn giải đồ nha cặp này có mức giá là một triệu tám nha anh em cặp do siêu chép còi hồng bằng kim loại nha không phải bằng nhựa nha anh em giá là một triệu tám ha và đây thì em có cái cặp còi cặp kèn cho anh em nha cặp kèn của phila nha nó con này có trở kháng là 8 ôm và cái này nó ghi công suất mát cho anh em công suất chịu đòn luôn đó là tắm 400 w nha nữa nhưng mà công suất hoạt động thì sẽ nhỏ hơn ha nếu như mà nó ghi một vài chục W ha thì là công suất trung bình và công suất nhỏ nó có thể hoạt động còn nếu ghi công suất lớn như vậy là công suất mát Nó chịu đòn trong khoảng thời gian nào đó nha chứ không phải là dùng liên tục 400 w này nha anh em nữa anh em mình dùng liên tục thì công suất nó tầm uh, Phần phân nửa hoặc ít hơn nha nữa cặp còi này thì cặp còi anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke nha nữa cặp còi này nó có đường kính ren á nha đường kính ren là 3 phân hơn một tí nha anh em đó thì anh em mình có cái lỗ tầm 3 phân 3 3 phân tư là xoay cái 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 cũ này vô được cho anh em nha này là một cái cặp cũ kèm nha cầm rất là nặng nha anh em từ nó rất là dày nha đó. cặp cũ kèm thì ở đây á anh em mình có cần họng á thì đây em có họng nhựa nè ha đó, họng nhựa có mấy loại họng nữa anh em cái này là họng nhôm nè nha đó họng nhôm để em đo đường kính họng cho anh em mình xem nha đường kính của cái họng nhôm này á nha đường kính của cái hộng nhôm này chiều ngang á là em nó 30 31 phân hơn một tí nha còn cái chiều ngắn á nha cái chiều ngắn là 14 phân rưỡi nha anh em 14 phân rưỡi hộng này là hộng nhôm nha còn hộng này là hộng nhựa ha nữa còn đây em cũng có một cái hộng nhựa nữa nè hộng nhựa này thì cái size nó là sai lớn nha anh em nha cái hộng nhựa này nó có chiều ngang á là nó 38 nha anh em 38 còn cái chiều ngắn này nha cái chiều ngắn này là nó 17 hơn một tí nha anh em 17 hơn một tí thì cái cặp củ kèn này á nha cái cặp củ kèn này giá là hai triệu rưỡi nha anh em cái cặp củ kèn này giá là hai triệu rưỡi đó, hàng hoạt động tốt cho anh em nha bên có chấm đỏ là cộng nha nó bên đỏ là cộng bên đây là trừ ha ở cặp củ cò này là hai triệu rưỡi anh em anh em mình lấy thêm cái họng nhựa này á ha cái hồng nhựa này là họng vuông họng nhựa này là vuông 15 anh em mình lấy cái cặp củ kèn này là hai triệu rưỡi mà anh em mình lấy thêm cái họng nhựa này á là cái hồng nhựa này giá là 50 mươi ngàn nha anh em nha giá là 50 mươi ngàn đó còn cái họng nhựa lớn này ạ, à, họng nhựa lớn hình chữ nhật này giá thì cũng có vài chục à nha nó nó cao hơn cái họng kia xíu thôi còn anh em mình lấy cái họng nhôm này á à, nha cái họng nhôm này là giá là 800 nha anh em nó cái họng nhôm này giá là 800 một cặp nha thì em để ra đây chỉ có một chiếc làm la em quay mẫu cho anh em mình xem thôi anh em mình lấy là sẽ có hai cái họng như thế này ha họng nhựa này cũng vậy 50 ngàn là hai cái như thế này nha anh em Đó, cái này là họng nhôm ha họng nhôm thì giá là 800 một cặp rồi cặp kèn cặp củ kèn này thì giá là hai triệu rưỡi ha cặp củ kèn này đi mình sử dụng nghe nhạc và karaoke tiếng rất là hay tiếng rất là sáng với anh em và đây là cái uh, hai cái bộ phân tầng anh em nha hai cái bộ phân tầng thì cái bộ phân tầng này thì ở đây nó có một cái cục seo này rất là to anh em cục seo này cầm cực kỳ nặng và to luôn nha cái cục seo này á, là đánh cho lo sấp nha nó đánh cho lo sấp thì cái bo này là đánh cho lo bát nè ha cái bo này là đánh cho lo súp nè và cái bo này là đánh cho lo trung và lo chép là một bộ của nó là bao gồm 6 bo như thế này nha nữa hai ba bốn năm sáu cái này là một bộ nha còn sáu bo trên này là một bộ nữa nha anh em nữa sáu bo này là một bộ em về được hai bộ nha cái này là hàng tháo thùng ra nha anh em hàng tháo thùng ra ha đó thì bộ phận giải cao là đi bằng dây bạc này, nè anh em đó bộ phận giải cao là đi bằng dây bạc nè còn bộ phận giải thấp là đi bằng dây đồng nha anh em nha đó bộ phận giải thấp là đi bằng dây đồng thì cái bộ này anh em mình có thể đánh cho lo sức 40 hoặc là 30 ha hả nếu như mà anh em mình đánh lo sức 40 thì anh em mình là đánh lo bát mít á đánh lo bát mít là tầm 30 25 cũng đều được nha còn nếu như mà anh em mình đánh cho lo sức 30 thì anh em mình đánh lo bát mít tầm 25 30 gì cũng được còn lo trung thì anh em mình có thể ghép lo trung từ 12 tới 16 đều được nha anh em nha nữa 12 tới 20 luôn ha nó tại lo trung thì nó cũng không ăn công suất bao nhiêu còn chép thì nên mình kép chép còi hoặc là chép đơm, chép giấy gì cũng được nha là cái bộ này là đánh cho bốn lo một lo súp nha một lo súp và một lo bát mít nha anh em một lo bát mít và một lo trung và một lo chép nha anh em nha nó là bốn lo trên một thân thùng là bộ này là nó đánh là súp nè ha bát mít nè trung và chép nha anh em đó là một bộ như thế này Hiện tháo thùng dây còn như trên video nha anh em nha dây là còn như trên video nha anh em đó những cái dây tháo thùng ra là còn nè ha đó. rồi cái này giá là một triệu rưỡi một bộ nha anh em giá là một triệu rưỡi một bộ thì cái cục xe to này đánh cho bao lo bát súp lên em nha lo bát súp đó anh em nào mà có mấy lo bát mà đánh bạo lực đó, ha thì uh, lấy nha và đây á là em có cặp lo bát màng trắng nha anh em cặp lo bát màng trắng cặp này có đường kính á cặp này có đường kính đo cả cái kiền luôn á nha anh em đo cả cái kiền luôn là nó 35 nha nó đo cả cái kiền luôn là 35 thì đây nó có trang bị một cái kiền nha cái kiền nữa thì anh em mình đẩy lên như thế này thì bên trong này nó sẽ có 8 cái lỗ ốc nha anh em tám cái lỗ ốc và anh em mình bắt xong tám cái lỗ ốc này rồi anh em mình muốn đẩy cái kiền này lên á thì anh em mình bắt thêm bốn cái con ốc ở ngoài cho nó cái kiền này cố định lại nha anh em nha nó màng trắng nha đo cả kiền ha cả vành này là 35 mươi cm còn nếu như bà đo cái bát không á nha bát không á là bát 30 mươi nha anh em nha bát 30 thì đây anh em mình thường hay gọi là lô bát ba tấc màng trắng nha màng trắng nha. đó màn trắng gân là gân vải nha gân vải lùa em, đó. Rin, tố, nha anh em nữa lo nguyên trên hát tốt nha nữa sản phẩm em đã test rồi và ở phía dưới này thì nó sẽ có hai cái kiền hai cái kiền này thì anh em mình có thể chim bên trong thùng nha đó anh em mình chim bên trong thùng cũng được còn anh em mình không chim cũng được nha thì cái này là anh em mình chim cái kiền này rồi anh em mình bắt cái bát này lên nè ha còn nếu như mà anh em mình cảm thấy nó cao quá thì khỏi cần chim nha còn anh em mình thích thì chim cái này ở phía dưới thì cái này là anh em mình chim lên thùng xong rồi mới để cái bát ha thì cái kiền này sẽ nằm ở trứng nằm ở dưới này, này nè anh em nó kiền này nằm dưới này nha thì hàng về nó có luôn hai cái kiền này thì khi anh em mình mua hàng thì em sẽ gửi đúng như trên video nha đó em quay làm sao thì em sẽ gửi đúng cho anh em mình như vậy ha không thiếu cái gì đó thì cái cặp lo bát ba mươi màng trắng nha anh em đó, màng trắng đây cặp lo bát ba mươi của xanh uh, xôi nha anh em nha đó. đây anh em mình xem ha đó. sao băng hàng nhật xịn với anh em lo bát ha đó. và công suất nhỏ nhất lo này có thể hoạt động là 45 w nha anh em đó là công suất nhỏ nha còn công suất công suất lớn thì nó sẽ cao hơn nhiều ha nữa thì những cặp lo mà nó thiết kế gấu như này thì nó gã thùng cũng khá là cao tiền ra chứ không rẻ nha anh em nha đó. đây và đây là cái chiếc còn lại nha anh em thì cái chiếc bên đây nó có hơi bị dính dơ chỗ này một tí xíu này nè anh em nó dính cái gì có tí xíu chỗ này nha nó kem kỹ đâu là còn rất là đẹp màn lo thì cũng rất là đẹp luôn không có bị không bị lủng rách có mớp gì ha nữa và đây là cái lo còn lại nha anh em Cặp lo bát này bát uh, bát 30, đo cả kiền là 35, cặp này giá là 2 triệu tư nha anh em, cặp này giá 2 triệu tư, thép tư là 7 màu đẹp long lanh luôn nha anh em nha, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ ha. Và clip của em cũng xin được uh, kết thúc tại đây, xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều để dành thời gian quý báo của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha, rồi xin chào và hẹn gặp lại.